Top 10 địa điểm đáng sợ và bí ẩn nhất trên thế giới Thế giới chúng ta đang sống thì có rất nhiều những phong cảnh tươi đẹp Nhưng ở bên cạnh đó thì cũng không ít những địa điểm rùng rợn, đáng sợ Có thể làm trùn bước bất kỳ ai, dù đó là người dũng cảm nhất Ngày hôm nay hãy cùng Discovery Channel khám phá về 10 địa danh Được coi là đáng sợ nhất trên thế giới ngay bây giờ bạn nhé Một Bệnh viện tâm thần Bybury Bệnh viện tâm thần Bybury được thành lập vào năm 1907. Vào lúc cao điểm năm 1960, số lượng bệnh nhân ở đây thì lên đến là 6.000 người. Tại đây chứa nhiều loại bệnh nhân tâm thần, trong đó thì có cả những tội ác về vấn đề về thần kinh. Năm 1990, bệnh viện đã bị đóng cửa và trở thành nỗi ám ảnh cho người dân xung quanh. Điều đáng sợ ở đây thì không phải là đến từ những câu chuyện ma hay là những nhân vật ghê rợn, mà bắt nguồn từ những sự thật xảy ra trong nhà thương điên. Tại Barbary, phân người thì chất đầy trên hành lang và cũng là nơi ngủ của bệnh nhân. Các nhân viên thường xuyên lạm dụng và đánh đập bệnh nhân. Bệnh nhân ở đây thậm chí là bị nhổ răng mà không dùng thuốc tê. Hay là một nữ bệnh nhân đã bị giết và bị chặt chân tay. Bên cạnh đó, khi bệnh viện sắp đóng cửa, Xác của hai bệnh nhân được tìm thấy là chết trên sông đèo La We, hai ngày sau khi mà họ được xuất viện. 2. Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng theo Wiki Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là một bảo tàng tội ác của Khmer đỏ trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Đây từng là một trường phổ thông trung học trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi là nhà tù An Ninh S21. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ, nơi đây thì giam giữ khoảng 17.000 người, có nguồn khác cho rằng là con số này là 20.000 người. Phần lớn thành viên hoặc lính trước đó là của khơ Mơ Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải tạo nên là xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn hàng nghìn người đã bị tra tấn ở đây và chỉ có một số ít tù nhân còn sống sót khi mà rời khỏi tù và vốn nó là nỗi ác mộng đối với người Campuchia. Bảo tàng diệt chủng Tumslen hiện đang trưng bày những hình ảnh nạn nhân và tư liệu về tội ác của Khmer Đỏ khiến cho người xem phải dùng mình. 3. Ngôi nhà ma ám Riddle House Riddle House nằm ở hạt pan Beach, bang Florida, có nguồn gốc là một phòng khách nhà tang lễ Ngôi nhà này sau đó bị tháo rỡ và được xây dựng lại ở làng Yesteryear, nam của Florida. Trong những năm 1920, ngôi nhà trở thành nơi ở của Kyle Riddle, nơi mà được đồn là bị ám ảnh bởi hôn ma của Job, một trong những người làm thuê cho gia đình của Riddle và đã tự tử bằng cách là treo cổ trên gác mái. Hồn ma của Job được cho là đã ghét người đàn ông và thể hiện sự căm thù này bằng cách là tấn công những người đàn ông bước lên gác mái. Hiện nay, những người đàn ông thì không được phép bước lên gác mái. Ngoài khu vực bị ma ám, những nơi khác trong ngôi nhà thì cũng được cho là đầy ma quái và các đồ đạc thường xuyên bị dịch chuyển. 4. Lâu đài Leaf Lâu đài ở Vila này có lẽ là địa điểm nổi tiếng nhất trong danh sách và tồn tại nhiều câu chuyện ghê rợn. Nó được gia tộc Orbanons xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 15. Nhưng sau đó thì do gia tộc Orcairons cai quản. Sau cái chết của lãnh chúa Mundrone Orcaron gia tộc này xảy ra những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu và biến lâu đài Lith thành nơi giam giữ tù nhân, sát hại lẫn nhau. Lâu đài được đồn thổi là bị nhiều hồn ma ám ảnh, trong đó thì có một con quái vật có bướu tên là Elemental. Theo lời đồn đoán, con quái vật này thì rất dễ nhận ra do là bốc mùi thối rữa và mùi lưu huỳnh. Trong khi mà cải tạo lâu đài, các công nhân đã phát hiện ra một hầm ngục nơi mà các tù nhân bị hành hình, bị bỏ đói đến chết. Tại đây, các công nhân thì còn tìm thấy ba bộ hài cốt và xác của họ thì bị gai nhọn đâm xuyên qua người. 5. Nghĩa Trang Stone Stone từng là một thị trấn nhỏ và bí ẩn ở hạt Douglas, Kansas, Mỹ, với dân số là sấp xỉ 20 người. Tuy nhiên, đằng sau vẻ cổ kính của thị trấn này là những câu chuyện rùng rợn và huyền bí. Stone được xem là một trong những nghĩa trang đáng sợ nhất trên thế giới, và có người thì gọi nơi đây là một trong bảy cánh cửa dẫn đến địa ngục. Trong những năm đầu thế kỷ 20, hai thảm kịch làm rung chuyển khu dân cư nhỏ bé này. Đầu tiên là sự kiện một người cha đốt cả trang trại và sau đó tìm thấy cái xác cháy đen của người con trai. Sự kiện thứ hai là việc mà một người đàn ông mất tích và sau đó thì được tìm thấy là anh ta treo cổ trên một cành cây. Quanh khu vực này được cảnh sát tuần tra chặt chẽ để nghiêm cấm những người tò mò lẻn vào, đặc biệt là vào dịp Halloween. 6. Helltown, thị trấn Ma Thị trấn Boston nằm ở phía bắc của hạt Summit, bang Ohio, được biết đến với cái tên gọi kỳ quái là Helltown. Trong những năm 70, thị trấn này là một địa điểm được chính phủ mua lại và tiến hành di tản người dân. Những ngôi nhà ở đây thì dự định là bị phá bỏ và đất đai thì được dùng làm một công viên quốc gia. Nhưng kế hoạch này chưa bao giờ thành hiện thực. Từ đó, nhiều câu chuyện bí ẩn ở đây bắt đầu được thêu dệt. Cho dù là dựa trên câu chuyện có thật hay là trí tưởng tượng phong phú của người dân thì những sự tích rùng rợn về Hallowtown vẫn khiến cho nhiều người phải sợ hãi khi mà đi qua khu vực này. ở đoạn cuối của con dốc Stanford Road tại Hallowtown là một ngõ cụt và được mệnh danh là nơi tận thế. Theo những người mê tín, nếu mà người nào bị mắc kẹt ở ngõ cụt này quá lâu, họ có thể gặp những hồn ma lang thang trong những cánh rừng. Nếu bị đi lạc đường, bạn có thể gặp phải những nghĩa trang Boston là nơi mà xuất hiện nhiều bóng ma, nhiều người tâm thần, người đột biến hoặc là cây ma. 7. Nhà thương điên The Rigish. Có cái tên gốc là nhà thương điên Athens The Rigish được đổi tên sau khi mà bang Ohio thu hồi khu đất này. Nhà thương điên này thì hoạt động từ năm 1874 đến năm 1993. Theo hiệp hội nghiên cứu tâm lý Anh Athens được xem là một trong 13 địa điểm bị ma ám nhất trên thế giới. Trường Đại học Ohio cạnh đó hiện đang sở hữu hầu hết khu đất của Rikis trước đây, cũng được xem là nơi bị ma ám nặng nề. Tên hiếp dâm khét tiếng Bilis Millian từng bị giam giữ ở đây nhiều năm. Câu chuyện nổi tiếng nhất ở đây lại là về một bệnh nhân nữ 54 tuổi, bỏ trốn và mất tích trong vòng 6 tuần. Người phụ nữ này đã tìm đến cái chết trong một phòng giam bỏ hoang. Cô ta đã lột sạch quần áo, xếp gọn gàng và đặt nó trên sàn bê tông lạnh lẽo nơi mà cô ta qua đời sau đó. Do kết hợp giữa xác phân hủy và tiếp xúc với ánh sáng, xác của bệnh nhân nữ đã biến thành những vết ố bám trên sàn và vẫn có thể nhìn thấy rõ đến tận ngày hôm nay. Trong khi là hồn ma của người phụ nữ này thì vẫn ám ảnh trong căn phòng đó. 8. Thị trấn Humberstone và Lanoria đây là hai thị trấn mỏ bị bỏ hoang ở Chile. Chúng được thành lập vào năm 1872 nhưng chỉ tồn tại đến năm 1960. Đây được xem là một trong những khu vực bị ma ám ghê rợn nhất tại Chile. Người dân địa phương thì kể rằng ở đây thường xuyên xuất hiện xác chết đội mồ sống dậy từ nghĩa trang của La Noria. Chúng cứ lượn lờ quanh thị trấn và gây ra nhiều cảnh tượng rùng rợn. Bên cạnh đó, một số người đã chụp được những hình ảnh đáng sợ về các sinh vật bí ẩn ở Hamburgstone. Hầu hết người dân địa phương sống gần khu vực này đều không dám bén bảng đến khu vực này. 9. Hầm mộ Paris Hầm mộ Paris là một nghĩa địa của thành phố Paris. Nó vốn là một hầm mỏ cũ có chiều dài là 1,7 km. Cuối thế kỷ 18, nghĩa địa Innocence nằm ở khu phố Les Halles tồn tại gần 6 thế kỷ và gây ra những vấn đề về vệ sinh. Sau nhiều lời phàn nàn của dân chúng, vào ngày 9 tháng 11 năm 1785, Hội đồng Quốc gia tuyên bố rằng dẹp bỏ nghĩa địa này. Cùng với đó, các nghĩa địa khác của Paris cũng trở nên chật hẹp sau nhiều thế kỷ với các cuộc chiến tranh và dịch bệnh. Hầm khai thác đá cũ này nằm ở ngoại ô Paris, khi đó thì được chọn làm nơi chôn cất các hài cốt của nghĩa địa. 10 con đường tử thần. Con đường này thì nằm ở hạt Warren, New Jersey, Mỹ, có chiều dài và khoảng là 11 km. Nó đi xuyên qua rừng cây rậm rạp và nối giữa hai thị trấn Liberty, Independence. Đây được cho là nơi mà người dân địa phương và người đi đường chứng kiến nhiều vụ việc kinh hoàng. Người dân nói rằng, ở đây từng xảy ra các vụ trộm cướp, giết người và bạo lực đẫm máu. Cạnh con đường này là một hồ có tên là Hồ Ma Quỷ, Lake of the Ghost, nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn bí ẩn. Người dân địa phương cho rằng, ở đây thì có những hồn ma cứ nấp trong thân cây của hai bên đường và sẵn sàng là xông ra tấn công những người bị đi lạc. Điều đáng sợ là, những người mất tích thì đều không để lại bất cứ một dấu vết nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé! Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video Nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Discovery Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.